Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 Phút. Ở cuối tập 20, sau khi trưởng thôn liên tiếp tung quyển hạ gục rất nhiều kim trúc thú, thì ở phía xa, con đầu đàn đã liền một mạch phóng tới tấn công. Lúc này, trước tốc độ như tia chớp của con đầu đàn, trưởng thôn chỉ biết đứng nhìn mà thôi. Rất may, trong khoảnh khắc cái miệng của con quái thú kia chuẩn bị táp trúng người trưởng thôn, thì ở phía xa, Lưu Đồng, trưởng lão của Tăng Nạp Thôn lại đột nhiên xuất hiện, sau đó chấm bay con quái thú kia ra. Để rồi sau đó, một cuộc chiến quyết liệt giữa người đó cùng con quái thú cũng liền diễn ra. Lấy tốc độ như tia chớp, con quái thú cứ thế hung hăng lao tới. Còn trưởng thôn của Tăng Nạp Thôn, quyền cước trong tay hắn cũng liên tục vung ra cùng con kim trúc thú đầu đàn, tấn công mạnh mẽ. Thế nhưng, con quái thú kia rất nhanh, nó đã tránh né hết được toàn bộ công kích. Để rồi, sau một thời gian chờ đợi, nó liền tung đòn sát thủ. Trong khoảnh khắc đó, Tần Vũ đã liền ra tay. Ngay lập tức, một tấm băng lớn đã xuất hiện, sau đó giam cầm con quái thú kia lại cứu nguy cho trưởng thôn. Chưa hết, sau đó vận lực trong cơ thể, Tần Vũ đã liền dùng phá, không chỉ phá tan đi cơ thể của con quái thú kia và lấy mạng nó trong tích tắc. Thấy vậy, ở phía xa, mọi người đều kinh ngạc, ánh mắt không khỏi có chút ngưỡng mộ cùng kính nể Tần Vũ. Tuy nhiên, ngay khi Tần Vũ giải quyết con đầu đàn thì ở phía xa lại xuất hiện một đoàn người bịt mặt nhanh chóng tiến tới. Sau đó, lấy vị thủ lĩnh kia làm trung tâm, trên tay anh ta đã liền kết thành thủ ấn, một đòn công kích mạnh mẽ đã liền phóng về đám kim trúc thú. Chưa hết, ở xung quanh, một đoàn người bịt mặt, tất cả đã liền lao lên lấy mạng đám kim trúc thú, khiến bọn nó chạy mất mật. Thì ra, đoàn người kia nãy chính là đội ngũ chấp pháp giả của ám tinh giới, họ đến đây chính là vì tiêu diệt kim trúc thú. Bởi vậy, chỉ sau một đoạn thời gian ngắn, đám kim trúc thú kia đã hoàn toàn biến mất, kim hạch của bọn chúng cũng bị lấy đi kết. Trở về thôn, Tần Vũ được mọi người vô cùng kính nể, những người gây sự khi trước cũng không còn thái độ như trước nữa. Còn Tần Vũ, sau khi trò chuyện cùng người của Kim Dương Thôn, anh ấy liền đi tới gặp trưởng lão của Tăng Nạp Thôn nhờ ông ấy giúp vài việc. Lúc này, sau một hồi nói chuyện, trưởng lão của Tăng Nạp Thôn đột nhiên lấy ra một cái tam lăng hình trụ và đưa ra trước mặt Tần Vũ. Theo lời ông, vật này có tác dụng để kiểm nghiệm năng lượng, giúp phán định thực lực của người ở tại ám tinh giới. Nghe xong, Tần Vũ cũng có chút kinh ngạc. Ngay lập tức, anh ấy cũng liền bắt tay vào quá trình kiểm nghiệm. Sau đó, khi đã kiểm nghiệm xong xuôi, Tần Vũ còn được trưởng thôn đưa cho một viên tinh toản chứng minh cho thân phận của Tần Vũ. Cầm nó trong tay, viên tinh toản trong tay Tần Vũ cũng liền sáng lên, làm anh ấy có chút kinh ngạc cùng mừng rỡ. Cuối cùng, cảm ơn trưởng thôn, Tần Vũ cũng liền đi ra bên ngoài, sau đó nói lời chào tạm biệt với tất cả mọi người trong thôn. Bởi vậy, biết Tần Vũ phải rời đi, Tu Nhã rất buồn, ánh mắt của nàng có chút không đành lòng, nhìn Tần Vũ đi xa. Còn Tần Vũ, từ biệt mọi người, thân hình khẽ động, anh ấy cũng liền đi về phía vị thủ lĩnh bịt mặt khi nãy và cùng anh ta nói chuyện. Và sau một hồi trao đổi, vị nam nhân kia cũng bỏ lớp mặt nạ của mình ra để lộ ra dung mạo thật của mình. Sau đó, anh ta cũng nói cho Tần Vũ biết mình là Văn Phong. Chưa hết, qua lời của Văn Phong, Tần Vũ cũng hiểu được một số chuyện ở nơi này, nhất là về đám kim trúc thú. Bởi vậy, Tần Vũ đã biết thêm được một vài thông tin khá hữu ích. Thế nhưng, cũng trong lúc hai người đang nói chuyện, bầu trời lại phát sinh dị biến. Nương theo đó, ở trên trời cao, một luồng mây đen kèm theo lôi điện đã liền xuất hiện. Sau đó, hai con kim trúc thú đế cấp cũng liền lao ra, hướng về phía Tần Vũ cùng Văn Phong tấn công vô cùng mạnh mẽ. Chính vì thế, một cuộc chiến đã liền diễn ra. Trong tay Văn Phong cùng Tần Vũ, một luồng khí thế cùng năng lượng cuồng bạo đã ngay lập tức bạo phát. Lấy tốc độ như tia chớp, hai người liền cùng hai con kim trúc thú kia giao phong vô cùng mạnh liệt, từng đòn công kích cũng không ngừng phóng tới. Và rốt cuộc, sau một thời gian chiến đấu, dưới một đòn mạnh mẽ của Tần Vũ, một con kim trúc thú đã liền bỏ mạng. Còn một con còn lại, mặc cho nó van xin, thế nhưng Tần Vũ cùng Văn Phong vẫn tiêu diệt nó để tránh tai họa sau này. Tiếp theo, sau khi tiêu diệt hai con đế cấp kim trúc thú, Tần Vũ cùng Văn Phong lại tiếp tục cất bước, hai người trao đổi với nhau rất nhiều chuyện. Đến đây thì hết tập 21/5 Tinh Thần Biến. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.